xin chào mọi người nha mọi người ơi hôm nay mình đi xuống vườn cây an xoa để mình quay cho mọi người nhá để mọi người xem vườn cây an xoa của bên nhà mình này mọi người này đấy thì đây là những cái cây ăn xoa đang phát triển rất là tốt rồi cây đang đà phát triển cực kỳ cao luôn nhé mọi người nhá cao phải vài mét rồi đấy thế này phải tầm ít nhất phải 3 mét trở lên rồi đấy và cây vẫn đang tiếp tục phát triển thì khoảng tầm 2-3 tháng nữa bên mình sẽ thu hoạch cái vườn ăn xoa này Đấy, để băm khơi khô để gửi cho khách hàng nhé Đấy, thì đây là uh, Chuẩn là cây ăn xoa hoa tím luôn nha mọi người nhé Đấy, ăn xoa hoa tím Nó có hai loại ăn xoa nhé mọi người Một uh, loại là ăn xoa hoa tím Và một loại là ăn xoa hoa trắng Thì cái loại hoa tím này thì nó mới có tác dụng chữa bệnh nhé mọi người nhé Đấy, còn loại trắng thì người ta ít sử dụng Và tác dụng của nó thì không nhiều Đấy Ở nhiều video trước thì mình cũng giới thiệu với mọi người đặc điểm rồi cây ăn xoa rồi Đấy, ăn xoa thì là cây uh, và thân gỗ mềm, Đấy, phát triển thành bụi như này Đấy, Phát triển thành bụi như này rất là nhiều này Đấy. Vì uh, cái đặc điểm của lá nó ấy, thì ăn xoa này Đấy, Bề mặt trên, bề mặt dưới của nó thì uh, uh, rất là nhiều lông nhá Kể cả thân nó luôn nhé mọi người nhé Đây thân của nó rất là nhiều, nhiều lông ờ, qua video thì mọi người có thể hơi khó nhìn một chút nhưng mà khi mọi người uh, sờ tay trực tiếp như này thì, thì sẽ cảm nhận được uh, cái lông của nó ở trên thân của nó rất là nhiều đấy, cả quả hoa của nó cũng rất là nhiều lông luôn đấy, mùa này thì đang là mùa hoa ra hoa của cây ăn xoa hoa và quả rất là nhiều đấy, đây. vườn ăn xoa của nhà mình rất là nhiều nhá mọi người nhá đấy. Đấy. ở trong này là những cái cây của nó này đấy, thì ăn xoa theo một số tài liệu nghiên cứu thì có tác dụng chính trong việc là hỗ trợ điều trị các bệnh về gan đấy nhưng mà những người bị viêm gan này sơ gan này sơ gan cổ trướng này u gan này ung thư gan đấy. thì sử dụng cây ăn xoa này rất là tốt nha mọi người nhé cực kỳ tốt luôn này đấy, mọi người thấy không ạ đấy, đây là thân của cây ăn xoa hoa của nó đấy. những người mà thường xuyên sử dụng rượu bia này đấy nhiều thì chúng ta cũng sử dụng nên sử dụng cây an xoan này để uống để uh, giúp gan đào thải chất độc tốt hơn Đấy. giải độc rượu bia rất là tốt những người mà bị uh, viêm gan men gan cao thì sử dụng cây an xoan này cũng rất là tốt Đấy. những người mà bị uh, sơ gan sơ gan cổ trướng thì cái cây an xoan này á, là một trong những cây rất có hiệu quả đối với những người mà bị sơ gan sơ gan cổ trướng nhiều khách hàng mà uh, bị sơ gan sơ gan cổ trướng Ờ, chưa hết cả bụng lên rồi đấy sử dụng cây ăn xoa vài ngày là xẹp xẹp luôn hẳn đấy cái đấy là là có thực tế nhé mọi người nhé chứ không phải là mình nói ra để mình bán hàng mà là có thực tế những phản hồi của khách hàng đấy. mọi người có thể vào xem những cái video mình mình quay uh, những cái phản hồi của khách hàng đấy thì mọi người sẽ sẽ, sẽ biết được là là uh, cái tác dụng cây uh, cái ăn xoa này nó tốt như thế nào đấy đây mọi người thấy không đây, đây là cái lá của nó già rồi như này này, đây thân của nó thân già này thân già thì nó sẽ chuyển ngả sang hết màu nâu như này luôn đấy, mọi người thấy không đấy mọi người thấy, thấy không ạ nếu mà ai mà đang có nhu cầu muốn mua cái sản phẩm cây ăn xoa thân lá này nhà mình có cả thân lá nhá có cả uh, dạng cao nhá mọi người nhá đấy cao thì sử dụng sẽ tiện lợi hơn này mọi người mà có nhu cầu muốn mua cao ăn xoa thì liên hệ trực tiếp với mình nhá hoặc để lại số điện thoại mình sẽ gọi điện tư vấn thêm cho mọi người này mọi người thấy không ạ Đấy, đây mọi người quan sát này đây là những cái cành nó phát triển cực kỳ khỏe và to luôn mọi người ạ Đấy. mọi người có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với bên mình nhá và bây giờ thì mình xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người